Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh. Và một buổi chiều mình lại tiếp tục đi rừng nhé anh em nhé. Vậy là ngày hôm nay đã có nắng rồi anh em ạ. Vậy là gần 20 ngày và ngày hôm nay mới bắt đầu xuất hiện có nắng. Thời tiết rất là tuyệt vời. Mình buổi chiều đi lại thăm lại mấy cái bẫy mà hôm qua hôm kia mưa dính được một em rúi và một em gà lôi kia, và chiều hôm nay mình đi thăm nha anh em nhé. Không biết là con cáo mèo nó có quay lại hay không thì mình cũng chưa biết được, thì mình mời tất cả anh em cùng mình để đi thăm cái bẫy kia và những cái bẫy còn lại. Giờ là mình cũng đang ở rừng rồi nhưng mà còn cách một đoạn khá là xa thì mới đến cái bẫy dính em gà lôi nhá. Đây mới chỉ là cái mỏm đồi đầu tiên mình vượt lên từ dưới kia. Mình đi và sẽ tranh thủ vừa thỉnh thoảng sẽ vừa đặt những cái bẫy dây để bẫy gà lôi gà rừng nhá. Vì sau một đợt mưa khá là dài và có nắng lại như thế này thì là những cái đàn gà lôi và gà rừng nó sẽ đi kiếm thức ăn, thì đặt bẫy sẽ rất là hay vào nhé. Ở dưới này đặt bẫy gà rừng rất là đẹp này. Nhưng mà mình sẽ đi thăm trước. Tí quay lại mình sẽ xuống khảo sát vào. Và mình sẽ đặt. Mình nghe thấy có tiếng sột soạt gì ở bên kia anh em ạ. Cứ như là gà rừng bẫy ấy. Chuẩn bị đến những cái bẫy kia nhé anh em nhé. Mình phi thẳng đến những cái bẫy kia trước. Bên dưới có một cái bẫy nhé. Và ngay phía sau này thôi là cái bẫy mà dính em gà lôi kia. Mình sẽ sang xem con cá mèo nó còn quay lại không. Cái bẫy mà con cá mèo nó không dính anh em ạ. Nhưng mà cái bẫy bên dưới mình đã phát hiện là dính được một em chồn bạc má rồi hay sao ấy. Đây, cái bẫy này chính là cái bẫy mà dính em gà lôi nhá. Kìa, con gà lôi. Và mình đặt một cái bẫy đầu này và một cái bẫy đầu kia. Và một cái bẫy tít bên dưới, nhưng mà rất là ok rồi anh em ạ. Có thấy cái bãi chiến trường không? Nó cày sới như là vết lợn rừng ủi nha anh em nhé. Thật là tuyệt vời. Đây, cày sới quá khủng khiếp luôn. Ây da, ây da. Vậy là lên hàng nha anh em nhé. Tuyệt vời luôn. Mình đặt cái bẫy ngay đoạn này này. Quá ok. Và còn những cái bẫy tít bên trên nữa thì mình
sẽ tranh thủ mình gỡ và mình sẽ đi thăm hết mọi cái bẫy nha anh em nhé. Vậy là đã lại tiếp tục lên hàng. Vậy là mình đã bắt xong và mình lại cài lại cái bẫy rồi nha anh em nhé. Mình phải ngụy trang lại vì nó đã cài sới cái gốc tung bành hết rồi anh em ạ. Mình lấy những cái lá cây khác về mình cắm. Không biết là con gà lôi, không biết là có phải là cái con chồn bạc má này nó về ăn con gà lôi hay không, nhưng mà mình đặt cái bẫy ngay cạnh xung quanh con gà lôi thì cũng dính được một em chồn bạc má rồi. Nhưng mà anh em hãy cho mình biết là không biết là cái loài chồn bạc má nó có ăn thịt của những cái loại gà như gà lôi, gà rừng không, thì anh em cho mình biết với nhé. Còn tạm thời gọi là đã bắt được hung thụ về ăn con gà lôi rồi. Và giờ mình sẽ di chuyển lên phía trên để mình thăm những cái bẫy ở bên trên. Đây có một cái bẫy nhưng mà bị gãy cái cần rồi anh em ạ. Mình kệ nó thôi. Và mình sẽ lên phía bên trên để ở phía tít bên dưới có người họ khai thác rừng hay sao ấy anh em ạ. Có tiếng máy cắt rất là mạnh. Cách một khoảng cũng khá xa. Nó có tiếng động ở đấy thì hàng nó sẽ về qua khu vực mình này nhá. Vì vậy là mình tranh thủ đặt thêm nhiều bẫy vào để đón trước. Đây, cái bẫy của mình đây. Và phía bên dưới có một cái bẫy dây nữa nhá. Không bật đâu. Đây có một cái bẫy cạm này. Bị hở la hết rồi anh em ạ. Sau một trận mưa. Cái bẫy dây nhá anh em nhé. Không bật rồi. Cái điểm này rất là đẹp này. Đặt một cái bẫy cạm là rất là hay ăn cá mèo nhá. Bởi vì là dưới những cái bụi rậm rạp như thế này thì là con cá mèo nó rất là hay qua bên dưới những cái lối mòn như thế này để nó kiếm ăn nhá. Nó hay đi trên bên dưới những cái bụi rậm để nó ngắm xem ở trên cây có những con gì nó nằm ngủ, như là gà rừng hay là chim cò nó sẽ bắt. Vì vậy là
mình kinh nghiệm của mình đặt bẫy gà cá mèo thì thường là ở dưới những cái bụi rậm rất là hay dính nhá. Mình sẽ sang mấy cái bẫy ở ránh hào bên này. Cái bẫy mà hôm trước dính được em dúi kia. Ui, dính được một em cá rừng rồi anh em ạ. Đấy, dính em cá rừng. Em cá rừng mái nha anh em nhé. Đây, cái bẫy của mình đây. Nó đã bị gãy chân rồi. Mình cứ tưởng chưa gãy thì mình sẽ lấy về nuôi, nhưng mà nó đã bị gãy chân mất rồi. Bị gãy chân rồi anh em ạ. Vậy là một em gà rừng mái nữa nhá. Tuyệt vời rồi anh em ạ. Chuyến thăm bẫy dính được một em chồn bạc má và một em gà rừng mái rồi. Và cái bẫy ở dưới ránh hào nó vẫn nằm nguyên nha anh em nhé, không bật rồi. Vậy là chuyến thăm bẫy của mình đã dính được hai em. Ui con à, con cây bạc má của mình ở trong túi nó chui ra, rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. À con gà rừng này trước cũng bị dính bẫy và cụt cái ngón chân cái đi rồi. Đây cụt cả hai luôn anh em ạ, không biết là bị bẩm sinh hay là bị nếu mà dính bẫy thì không dính hai chân được. Cái này dính luôn cả hai chân nhé. Chân này cũng bị cụt đi một ngón và chân này cụt hai ngón này. Vậy là chuyến thăm bẫy quá là may mắn rồi anh em ạ. Vậy là mình đã gài lại cái bẫy xong nha anh em nhé. Lúc nãy cái bẫy của mình là ở trên này, nhưng mà con gà rừng nó kéo nấp sang bên kia thì mình từ dưới này nhìn lên mình thấy cái lấy bẫy của mình bật rồi, nhưng mà con gà nó kéo sang đấy, nó giáy một cái là mình giật mình luôn anh em ạ. Ôi đàn chim gì mà nhiều thế. Là kết quả là được một em gà rừng và một em bạc má. Và mình xuống bên dưới để thăm nốt những cái bẫy. Bên dưới còn 3-4 cái bẫy nữa. Đây, cái bẫy ránh hào nhá. Nó vẫn nằm nguyên rồi anh em ạ. Cái bẫy hôm trước dính em dúi kia. Gọi là khá là may mắn rồi. Mình tiếp tục ra thăm những cái bẫy bên ngoài này nhé. Có 3 cái bẫy, một cái bẫy dây và hai cái bẫy bẫy cạm.
cái bẫy này cũng dính một em gà rồi anh em ạ. Đấy, lại tiếp tục một em gà rừng mái nhé. Vậy là được hai em gà rừng mái rồi anh em ạ. Tuyệt vời, quả là một ngày may mắn nhá. Em này là em thứ hai. Vậy là một ngày thăm bẫy quá là ok rồi anh em ạ. Ui em này rất là già rồi này, mắt đỏ lừ này. Tuyệt vời rồi anh em ạ. Vậy là mình đã cài xong nhá. Và mình sẽ di chuyển xuống thăm hai cái bẫy cuối cùng. Một cái bẫy cạm và một cái bẫy dây cuối cùng nhé. Chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay cũng gọi là quá may mắn rồi, đối với mình rồi. Không bật nha anh em nhé. Mình sẽ ra thăm cái bẫy dây tuyết đầu ngoài này. Đây là cái bẫy đầu bên ngoài kia, nó không bật nha anh em nhé. Cái bẫy dây mình không bật thì mình cũng không sang quay cận cảnh nữa. Và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây thôi anh em ạ. Vậy là chiến lợi phẩm của mình là được ba em hàng. Thôi và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Anh em xem thấy hay thì nhớ ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm nhiều video mới hơn và hay hơn. Chào anh em.